kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội. Hôm nay mời mọi người hãy theo chân với Mẹ Bảo Hân tìm hiểu về ngôi nhà dài trong Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Rồi, chúng ta bắt đầu theo chân Mẹ Bảo Hân đi lên ngôi nhà dài của tên là dân tộc gì nhỉ bố nhỉ? Hình như Pana hay đây gì đó. Lát nữa Mẹ Bảo Hân sẽ quay và thuyết minh trực tiếp, cho nên Mẹ Bảo Hân sẽ nói trực tiếp khi trong quá trình mà Mẹ Bảo Hân quay nhá. Lên trước. Rồi. Lên trước đi, anh thu vai cho. Đây, cứ từ từ. Mẹ Bảo Hân sẽ trèo lên trước. Đây là phía bên ngoài của cái cầu thang để đi lên. Có hai cầu thang. Vâng, rất là đẹp. Ở đây là một cái cầu thang rất biểu tượng phồn thực. Đó. Rồi, mọi người hãy theo chân Mẹ Bảo Hân nhé. Bây giờ Mẹ Bảo Hân sẽ phải nhờ bố Bảo Hân chuyển máy quay. Anh cứ tiếp tục cầm như này và quay khi em đi lên, sau đó hay là... Rồi. Phía bên trên là gỗ các bạn ạ. Ở đây là một bản hoàn toàn tiếng Anh, cho nên là Mẹ Bảo Hân không đọc được. Chúng ta sẽ sang với bản là bằng tiếng Việt. Đây. Mọi người nhìn vào bên trong nhé. Đây là nhà người Ê Đê. Ngôi nhà được dựng lại trên cơ sở nhà của gia đình bà Hơ Rách Ê Ban, người Ê Đê Ca Pạ, làm năm 1967 ở Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Nhà dài 42,50m, sàn cao là 1,10m và rộng là 6m. Có gần 300 hiện vật được trưng bày tại đây. Trong xã hội truyền thống Ê Đê thì ngôi nhà dài là nơi cư trú của một đại gia đình mẫu hệ. Nhà càng đông thì càng dài. Xưa kia đã từng có một số nhà dài lên tới dưới 200m. Đến những năm 70 của thế kỷ 20 vẫn thấy nhiều ngôi nhà dài 50m đến 60m. Từ những năm 80, quá trình giải thể nhà dài và lối sống đại gia đình đã diễn ra mạnh mẽ hơn trước. Tại bảo tàng, ngôi nhà vẫn giữ được hướng Bắc Nam theo tập quán cổ truyền của Ê Đê. Đầu nhà quay về phía Bắc, có cửa chính thông ra sân sàn rộng. Còn đầu hồi phía Nam là cuối nhà. Đây là nhà của gia đình giàu sang và thế lực, nên có các cột và xà đỡ lớn với nhiều mô típ điêu khắc trang trí cầu kỳ. Trước kia cầu thang nhà đầu nhà cũng to và đẹp. Theo người nhà mô tả lại thì nó rộng tới 1m. Vâng, mời các bạn đi vào trong với Mẹ Bảo Hân nhé. Vâng, ở đây có một cái cửa sổ rất là đẹp để nhìn ra bên ngoài. Đó. Ngồi trong này rất là mát. Ở đây chúng ta đến với một cái chiêng. Một, hai, ba cái chiêng. Wow, ngồi ở đây thì rất là mát, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Gỗ, mát. Đây có thể là gian ngoài. Vâng, tiếp đến là một cái cửa sổ nữa. Rất là mát. Đây có một cái trống. Vâng,
cái cột trong nhà cũng rất là to lớn và rất là có những cái điêu khắc nghệ thuật tuyệt vời. Đại Bảo Ân rất là thích cái không gian ở đây và cái cửa sổ này. Nhìn ngồi để nhìn ra ngoài rất là thích các bạn. Đó. Mái nhà thì được làm bằng bằng ranh các bạn. Đây là ranh. Chanh, cỏ chanh. Niếp. Trong này có lẽ là ở trong này có bếp này. Và khu nội bộ gia đình ở đây, chắc là mỗi hộ gia đình thì sẽ ở một cái ngăn như thế này. Mẹ Bảo Ân sẽ chia sẻ qua cái thông tin của bảo tàng để lại cho các bạn để các bạn xem nhé. Toàn bộ khu vực này có tên gọi là O, tên gọi là OK, như chữ OK các bạn. Đấy, OK, dành cho sinh hoạt nội bộ của đại gia đình. Trước kia mỗi đại gia đình ED bao gồm nhiều gia đình nhỏ của những người phụ nữ thuộc vài ba thế hệ được sinh thành từ một cặp ông bà tổ. Từng gia đình nhỏ có buồng riêng để ngủ và cất giữ tư trang, chủ yếu là đồ đạc. Đây, mọi người có thể nhìn phía bên trong. Đó. Họ làm quay đầu về đằng đông, chân duỗi về đằng tây. Từ phía cuối nhà trở lại. Các bạn nhìn nhá, từ phía cuối nhà trở lại đó. Từ phía cuối nhà trở lại, chỗ ở đầu tiên là của vợ chồng gia đình chủ. Đây các bạn này, nhìn này. Đây là gian đầu tiên, chúng ta đang đứng sẽ là gian của gia đình chủ. Rồi tiếp đến này. Tiếp đến lần lượt là các buồng của những cặp vợ chồng khác. Trong buồng có bếp lửa để sưởi ấm khi trời lạnh và tiện lấy lửa hút thuốc tại chỗ. Đây cái bếp ngay đây các bạn này. Đó. Theo lớp cổ truyền, đại gia đình làm ăn chung và có tài sản chung do mẹ hay chị cả quản lý. Đến bữa từng gia đình nhỏ được ăn cơm, phân chia và thức ăn. Với ngôi nhà này của gia đình bà Horek Eban, khi đông nhất chỉ có 16 người, trong đó đã hình thành 3 đơn vị kinh tế riêng biệt và có 2 bếp được đặt ở bên ngoài buồng ngủ. Đây, 2 bếp đây các bạn. Đó. Chúng ta đi phía cuối xem còn cái gì không nhá. Đây, mỗi gian. Đó. Dưới này có một cái bếp rồi các bạn. Đó. Ở đây là chắc là cái chạn để bát đũa. Rồi, chúng ta đi ra nhé. Ở đây thì có rất nhiều khách du lịch. Và những cái video phía trước thì mẹ Bảo Ân quay lúc đấy là buổi trưa thì khá là vắng, còn bây giờ thì đã bắt đầu vào buổi chiều cho nên khá là đông, rất nhiều chum vải. Vâng, vậy là các bạn vừa về tham quan nhà ED cùng với mẹ Bảo Hân. Và xin cảm ơn đã lắng nghe những chia sẻ của mẹ Bảo Hân. Hãy ủng hộ cho mẹ Bảo Hân bằng cách nhấn like và share video này. Và hãy đăng ký kênh Mẹ Bảo Hân Cuộc Sống Hà Nội để cùng theo chân mẹ Bảo Hân trải nghiệm những danh lam thắng cảnh, du lịch, văn hóa, ẩm thực Hà Nội nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Goodbye, see you again.